Chương 19. Hoàng tử bé trèo lên một ngọn núi cao. Trước giờ cậu chỉ biết đến núi qua ba ngọn núi lửa cao đến đầu gối cậu, và cậu vẫn dùng ngọn núi lửa đã tắt như một chiếc ghế đầu. Trên một đỉnh núi cao như thế này, cậu nghĩ bụng, mình sẽ có thể thấy khắp hành tinh và tất cả mọi người. Nhưng cậu không thấy gì ngoài những cột đá lởm chởm gai góc. "Xin chào," cậu thận trọng lên tiếng. "Xin chào, xin chào, xin chào," tiếng vang vọng lại. "Bạn là ai?" hoàng tử bé hỏi. "Bạn là ai, bạn là ai, bạn là ai?" tiếng vang vọng lại. "Xin hãy làm bạn với tôi chỉ có một mình," cậu nói. "Tôi chỉ có một mình, một mình, một mình," tiếng vang vọng lại. Thật là một hành tinh kỳ lạ, cậu tự nhủ. Nó vừa khô khan, vừa lởm chởm, vừa cằn cỗi. Đã vậy, con người lại thiếu trí tưởng tượng nữa. Họ chỉ lặp lại những gì người khác nói. Ở chỗ mình có một bông hoa, bạn ấy luôn nói trước tiên.